8 chiếc bánh cốm nhân dừa mình đã gói xong rồi các bạn. Vì không mình không phải là thợ chuyên nghiệp cho nên có cái mình còn gói to, cái gói nhỏ. Nhưng mà nói chung là cũng tạm ổn. Cái loại bánh này á thì mình ăn nó có cái vị thơm của nước cốt lá dứa và có cái vị béo của nhân dừa ở bên trong. Ăn ngon lắm này các bạn. Nguyên liệu để mình làm món bánh cốm nhân dừa thì mình có cốm dẹp này các bạn. Ở đây mình có 250 g cốm dẹp này. Rồi mình có 80 g đường để mình trộn vô với cốm này. Và có 200 ml nước cốt dừa. Và khi mà mình làm thì mình cũng có cho vô xíu muối cho nó đậm đà. Còn về phần nhân thì mình làm bằng nhân dừa này. Chỗ này là 200 g dừa nạo và 60 g đường. Và khi làm thì mình cũng có sử dụng một ít muối vô phần nhân nữa nha. Mình bật bếp lên và mình bắc lên đây một cái chảo sạch. Mình cho cái chỗ đường 60 g này lên, vô lên trên nè. Và mình chế lên vô một xíu nước nha. Để cho cái đường này nó tan. Mình cho vô đây một xíu muối nha. Và mình đổ cái dừa nạo vô để mình xên dừa với đường. Khi mình xào dừa với đường á nó đã trong rồi, nó chín và nó trong rồi nè các bạn. Thì mình ở đây mình có một muỗng canh bột năng này, mình cho vô một xíu nước nha, rồi mình quấy cho cái bột năng này nó tan ra với nước này. Mình đảo lại cái này thôi đã, để lâu là nó cháy ấy các bạn. Và mình rưới cái nước bột năng này lên cái dừa mà mình xào với đường này. Rồi khi mà mình rưới vô rồi á thì mình lại tiếp tục mình đảo á, để cho cái bột năng này nó chín. Nó chín nó đều. Bột năng là cái chất để kết dính á các bạn. Một lát nữa mình bắt những cái miếng nhân dừa tròn á cho nó dễ ha. Khi mình xào mà dừa nó dính 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 vô với nhau như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp ha. Mình cứ đảo thôi, dừa mà mình để cái chảo nó nóng đó, nó sẽ cháy nha. Mình cứ đảo một chập nữa để cho cái chảo nó nguội. Khi dừa nó đã hơi nguội nguội rồi á thì ở đây mình có sử dụng một cái bao ni lông sạch nha. Mình cho dừa ra. Mình cho dừa ra cái bao ni lông. Và mình bóp nó lại để mình làm nhân. Mình nắn nắn cho nó tròn. Mình làm như vậy thì mình không phải mang cái bao tay nữa ha. Mình làm về được rồi. Tương đối thôi các bạn. Rồi khi mà mình nắn cho nó tròn xong thì mình cho nó ra cái dĩa này. Và mình cứ tiếp tục mình làm cho hết cái phần nhân này nha. Cốm á, mình mới rửa xong á. Bây giờ mình cho nó vô một cái tô nha. Khi nãy mình quên mình không có giới thiệu, ở đây mình có 150 ml nước lá dứa
Lá dứa này là mình xay cái lá dứa ra rồi cái mình để qua một đêm nó lắng xuống rồi mình đổ cái phần nước bên trên đi, mình lấy cái phần nước cốt thôi. Mình cho 150 ml nước lá dứa vô để mình ngâm với cốm này. Mình cứ trộn đều lên để cho cái cốm á, nó hút cái nước lá dứa vô. Nó có cái màu và nó có cái mùi thơm nữa. Mình cứ đảo khoảng cỡ 10 phút đó các bạn. Mình đổ 200 ml nước cốt dừa này ra ngoài một cái chảo không dính này. Và mình cho 80 g đường vô. Và mình cũng cho vô đây một xíu muối luôn này. Mình bật bếp lên nha. Mình nấu để cho cái đường này nó tan nữa nha. Khi đường nó đã tan hết rồi á, thì mình cho cái chỗ cốm này thì nãy mình ngâm với lại nước lá dứa các bạn. Mình cho vô để mình xên ha. Mình dùng cái phới dẹt này á, mình xên á, cái phới dẹt này nó chịu nhiệt này các bạn. Mình xên cho tới khi mà nước nó cạn và cái cốm dẹt này á nó nhuyễn luôn đó các bạn. Cốm á, mình xên ở trên bếp nãy giờ cũng được tầm khoảng cỡ 15 20 phút rồi các bạn. Nó đã đặc lại đây nè. Ở đây mình có một muỗng canh dầu ăn nha, mình cho vô lúc này. Cốm mình xên á, nó đã đặc thiệt là đặc như vậy rồi nè các bạn. Khi mà mình kéo lên mà nó không có chảy xuống nữa đó, như vậy là được rồi nha. Mình tắt bếp nha. Mà khi mình tắt bếp rồi mình vẫn đảo thêm một chập nữa vì cái chảo nó còn đang nóng đó các bạn. Nếu mà mình để không thì nó sẽ bị cháy nha. Mình đảo thêm khoảng 5 phút nữa đã. Bây giờ tới cái công đoạn mà gói bánh này các bạn. Ở đây mình có sử dụng một miếng giấy bóng kiếng, mỗi một bề khoảng 20 nha. Và mình đã quét lên trên đây một lớp dầu ăn rồi, mình đã quét sẵn dầu rồi nè. Và cái cốm của mình á, nó đã nguội rồi nè các bạn nè. Thì mình sẽ cho vô đây một phần ha. Một phần ít thôi. Mình chia ra khoảng 8 phần nha. Nó dẻo lắm nè các bạn. Mình cho vô tầm này được rồi. Mình đè đè ra ha. Rồi mình cho vô đây một phần nhân dừa nhé. Rồi mình dùng tay để mình khít cái mí nó lại nè. Tương đối cho các bạn. Rồi mình đặt để cho cái miếng cốm nó vô giữa cái bao ha. Bây giờ mình gấp lại nè. Mình gấp cái đầu nhọn vô. Mình đè đè nó xuống. Mình gấp cái đầu nhọn bên này vô cho nó thành hình vuông nha. Rồi khi mà mình gấp vô rồi mình lấy cái tay á, mình đè nó xuống để cho cái phần cốm á nó vô bốn góc để cho nó thành cái hình vuông nó đẹp ha. Cái đầu mình làm nó cũng chưa được đẹp lắm này, tương đối.
Như vậy là mình đã có được một chiếc bánh cốm nhân dừa, và mình cứ tiếp tục mình gói cho nó hết những cái phần còn lại nha. 8 chiếc bánh cốm nhân dừa mình đã gói xong rồi các bạn. Vì không mình không phải là thợ chuyên nghiệp cho nên có cái mình còn gói to, cái gói nhỏ. Nhưng mà nhìn nói chung là cũng tạm ổn. Cái loại bánh này á, thì mình ăn nó có cái vị thơm của nước cốt lá dứa và có cái vị béo của nhân dừa ở bên trong. Ăn ngon lắm này các bạn. Mến chào các bạn nha.